Phương Thúy xin kính chào quý vị khán thính giả của truyền hình SBTN. Kính thưa quý vị, hôm nay là ngày thứ bảy, ngày 12 tháng 10 năm 2024. Phương Thúy hiện đang có mặt tại trường Wabi Dẹp Ba Tư Nà để gửi đến quý vị một hội chợ gọi là một ngày cộng đồng, để cho tất cả mọi người cộng đồng đến với nhau, gặp mặt nhau, cùng trao đổi, cùng hàn huyên và cùng dạo chơi vui chơi, và có những cái mặt hàng để cho quý vị có thể mang về những cái information cho cộng đồng của mình. Bây giờ thì Phương Thúy xin kính mời quý vị theo dõi hình ảnh sau đây. Em tên là Julia Nguyễn, em là born of the staff trên năm nay. Thì năm nay em thấy có những gì khác lạ như năm ngoái nè? Dạ, năm nay thì làm ở trường YB nó rất rộng hơn, có văn nghệ, có concert là khoảng lúc 3 giờ chiều. Năm nay thì làm có rất nhiều vendors, có nhiều rất nhiều trò chơi để về các phụ huynh và các em đi chơi tham dự. Nhưng mà lý do tại sao mình tổ chức cái chương trình như vậy? Dạ, mình muốn tổ chức để cho cộng đồng tụ họp lại, tại vì cũng có rất nhiều người cũng không có để được tìm lý do để ra gặp nhau vui chơi. Dạ, thì có những cái chương trình gì hôm nay em, có những cái vendor nào để mình chơi vào? Dạ, hôm nay có rất nhiều vendor, có vendor cho hội áo dài festival, có San Jose Police Department lại nữa, có rất nhiều chị cũng ở county, rồi cũng có những nhà buôn bán ở thành phố San Jose. Ok, cảm ơn em rất nhiều. Tên của em là Thảo Duy Chưa. Thảo, em từ đâu đến? Em đến từ Auckland. Auckland? Ồ, lần đầu tiên em tới đây hay sao? Dạ không phải, cái này là chỉ lần đầu tiên em tới cái festival này thôi. Em có tham gia những cái chương trình về hoa hậu và gì mà tại chị thấy em rất là đẹp. Cảm ơn chị, em có phải ở trong Miss Việt Nam California với Miss Việt Nam Northern California. Thì khi mà em vào choi vào như vậy thì em thấy em giúp được những cộng đồng của mình không? Dạ đúng, em thấy em giúp được nhiều cộng đồng by attending events and working with community service organizations that really help out the community. Thứ là em cũng chưa biết á, mà em muốn cái tương lai của em á là muốn giúp những người Việt Nam ở trong cái community của em. Cảm ơn em rất là nhiều. Dạ, cảm ơn chị. Cô chào con có tên gì? Dạ, con tên chị Tâm. Dạ, thì sáng hôm nay con đi chơi một ngày cộng đồng, con thấy vui không? Dạ, vui. Dạ, hôm nay con đi đây làm gì nè? Con là Kiche. Kiche là cái gì? Kiche like a child or like necklace. Oh, necklace. Vậy con đây con được quà gì không? Dạ không. Dạ không? Vậy con đi với ai? Dạ con đi với mẹ Diễm. Đi với mẹ Diễm hả? Ừ. Cô thấy con là có vẻ không?
Vé dạ. Có hả? Ừ. Rồi, cô cảm ơn con nha. Chào Diễm, thì hôm nay Diễm đến một ngày cộng đồng mà Diễm thấy sao? Dạ, chào chị Thúy. Hôm nay là em thì em rất là thích những cái chương trình cho cộng đồng của mình đó, thì để cho mấy em nhỏ và những người lớn mình cũng có những cái dịp gọi là ra ngoài để gặp gỡ đồng hương, và mấy em có những cái chỗ để vui chơi đó chị. Thì em rất là thấy những chương trình này rất là hay, rất là bổ ích cho cộng đồng của người Việt của mình. Thì năm nay là năm thứ hai, em năm ngoái có tới không? Hồi năm ngoái em nhớ là ở bên VACC dạ có, nhưng mấy năm được đi á. Dạ. Rất là những cái này năm có một lần thì mình phải đi với chị. Mình đang ở nhất là ở vùng B là mình có cơ hội, đây là rất là nhiều người Việt của mình. Thành ra những cái sinh hoạt này á, mình nó có nhiều cái nguồn tài nguyên để mình chia sẻ với cộng đồng hơn so với những cái chỗ khác. Dạ. Dạ, cảm ơn em. Rồi, cảm ơn chị. Rồi, chị chào em có thể cho chị biết bí danh được không? Dạ, em tên là Tiffany Nin, em là hoa hậu áo dài California, Miss Vietnam California. Em là năm nào ạ? Năm vừa rồi, 2022. Dạ. Thì khi mà em được đặt giải hoa hậu như vậy thì em đã làm gì cho cái chức vụ của mình chắc đâu? Dạ, sau 2 năm vừa rồi em có attend a lot of community events. Em rất thích là ở chung với các pageant sister and làm cho cộng đồng and you know hang out with kids and everything. Yeah. Khi mà em là 22 thì em trao lại cái vương miện cho người mới thì em thấy thế nào? A little sad, yeah. But also very happy because I want to make sure that the reign goes on and continue. Yeah, okay, thank you. Em. Thank you. Rồi, em chào chị Hồng Trân, là một trong những người cũng là sáng lập ra cái hội áo dài. Hoa hậu áo dài thì chị thấy năm nay là năm sắp sửa tuổi cho 25 phải không? Thì chị thấy như thế nào? Các thí sinh có áp lực nhiều hay không? Dạ thưa toàn thể quý vị, trước hết Huyền Trân xin kính chào toàn thể quý vị khán giả của đài SBTN và em Thúy ở đây rất là dễ thương, lúc nào cũng ưu ái đến với hoa hậu áo dài. Năm nay là Thúy nói với chị năm 25 thì chị đã involve với tổ chức hoa hậu áo dài là được 35 năm rồi, tức là đã rất là dài cuộc đời của con người, mà chị đã gần như là hơn nửa cuộc đời của chị đã trong này rồi. Bây giờ chị rất là mong tất cả các quý vị phụ huynh đó Thúy khuyến khích các em, vì càng ngày khi các em sinh ra và lớn lên ở Mỹ thì Huyền Trân cảm thấy là các em càng xa lánh với cộng đồng nhiều hơn, các em không có cái sự mà gần gũi muốn thân cận nữa, và đó là những cái thực tế mà chúng ta đều cần phải biết và cần phải khuyến khích con em mình để các em có thể mạnh dạn để dự thi. Bởi vì các em bây giờ là như Thúy biết, con cháu chúng ta là theo Mỹ rất là nhiều, và Huyền Trân rất mong sự giúp đỡ của tất cả các quý vị phụ huynh khuyến khích các em để các em có thể tạo được những giấc mơ đẹp của tuổi trẻ, và cái điều quan trọng nhất là giữ gìn cái văn hóa và truyền thống của người Việt Nam qua cuộc thi hoa hậu áo dài. Như Thúy và bé Tiffany cũng nói đó, là bé đã tham gia rất là nhiều các sinh hoạt của cộng đồng, những charity events, community functions, đó là những việc làm của cô hoa hậu áo dài. Cảm ơn chị. Chị cảm ơn Phương Thúy và đài SBTN đã cho Huyền Trân cơ hội ngày hôm nay. Thưa quý vị, bên cạnh Phương Thúy là một vườn hoa rất là đẹp, bên cạnh Thúy là cô chủ bán hoa cũng đẹp luôn nữa. Chị chào Mimi. Em chào chị Thúy, rất là vui gặp chị Thúy hôm nay. Hôm nay là trong cái hội cộng đồng để mà mình tới một ngày cộng đồng. Dạ. Em thấy cái vườn hoa của em như vậy thấy rất là nhiều khách, cái này là mình tặng hay sao vậy em? Dạ, mỗi năm thì mini của Floyd Haven, em là từ Floyd Haven Founder, dạ. Nhưng mà cũng rất là có được một cái resort từ United Wholesale, tại em cũng là co-founder, cho nên là năm nào mình cũng mang hoa tới tặng cho quý vị miễn phí. Cũng như là một cách tụi em thể hiện là cảm ơn cộng đồng đó lúc nào cũng ủng hộ tụi em trong cái ngành hoa của mình. Cảm ơn em. Dạ, bye, chúc mọi người được vui vẻ. Em chào mấy chị, thì hôm nay em tới cái gian hàng của mấy chị trong cái hội chợ của mình thì mình thấy như thế nào, cộng đồng mình có ủng hộ rất là nhiều không? Dạ, trước tiên thì em xin chào chị Thúy và tất cả khán giả ở đài SBTN ạ. Thì cái này là năm đầu tiên của tụi em, cái team San Jose của chị Hoàng Anh và anh Thái với chị Ngọc, với lại tất cả các anh chị trong team San Jose của mình từ Bremen. Năm nay là năm đầu tiên, thì tụi em
tụi em thấy là các anh chị em của tụi em thấy là rất là vui và nhộn nhịp, và cũng được chung góp giúp cho cộng đồng của nhất là cộng đồng Việt Nam của mình ở San Jose này ạ. Thì chị Hoàng Anh là cũng là người trong cộng đồng, em dạ. Thì chị thấy là cộng đồng của mình nên tổ chức những cái chương trình này để cho mình có những cái sản phẩm mới để gửi đến cộng đồng không? Dạ đúng, Hoàng Anh thấy là những cái chương trình cộng đồng như vậy rất là bổ ích cho cộng đồng, đặc biệt là người cộng đồng ở San Jose. Mình thấy là rất nhiều gian hàng, rất nhiều, và đặc biệt là về cái làm đẹp thì gần như là ai cũng đang có cái nhu cầu làm đẹp, và mình luôn luôn muốn hướng tới cộng đồng và muốn đem cái đẹp đến cho cộng đồng Việt Nam của mình và đặc biệt là những người ở San Jose. Dạ. Cảm ơn. Tường trình từ San Jose qua ống kính SBTN xin kính chào tạm biệt quý vị.